Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 3 tháng 7 năm 2019, có những nội dung chính sau đây. Đảng ủy quân sự tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2019. Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác chấm thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại tỉnh Tuyên Quang. Các địa phương trong tỉnh sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 2. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh điều tra vụ cháy tàu ngầm. EU thống nhất danh sách ứng cử viên cho các chức danh chủ chốt. Sáng nay ngày 3 tháng 7, Đảng ủy quân sự tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Châu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2. 6 tháng đầu năm, Đảng ủy quân sự tỉnh Tuyên Quang đã quán triệt thực hiện nghiêm nghị quyết chỉ thị của các cấp, tập trung lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, chủ động phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời hiệu quả các vụ việc xảy ra từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đã ghi nhận đánh giá cao kết quả lãnh đạo của Đảng ủy quân sự tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Đồng thời nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy quân sự tỉnh tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, đặc biệt là tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện và hoàn thành tốt cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Châu Văn Lâm yêu cầu Đảng ủy quân sự tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị phối hợp nắm chắc tình hình trên địa bàn, hoàn thành và nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập ở các cấp, đặc biệt là tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh theo đúng phương châm thiết thực, hiệu quả, bí mật, an toàn, tiết kiệm, kết quả cao, gắn huấn luyện diễn tập với thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, quân số sẵn sàng tham gia ứng phó với các sự cố thiên tai có thể xảy ra trong mùa mưa bão, gắn xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sáng nay ngày 3 tháng 7, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, Trưởng Ban chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chấm thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại tỉnh Tuyên Quang. Tiếp đón và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Ngọc Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Đồng chí Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cùng các thành viên đoàn công tác đã kiểm tra công tác chấm thi tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Bộ trưởng ghi nhận nỗ lực cố gắng của tỉnh trong việc đã tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Kết thúc kỳ thi không có giám thị và thí sinh vi phạm quy chế, Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 đã có sự chỉ đạo sát sao. Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tổ chức kỳ thi. Đồng thời động viên cán bộ làm công tác chấm thi, lực lượng an ninh thanh tra đã nỗ lực đảm bảo công tác chấm thi diễn ra theo đúng kế hoạch, an toàn, công bằng, đúng quy chế. Cũng trong sáng nay ngày 3 tháng 7, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Tuyên Quang. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố. Một trong những yếu tố để hạn chế lũ quét, lũ ống, sạt lở đất của tỉnh Tuyên Quang trong những năm qua, đó chính là làm tốt công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Bình quân hàng năm tỉnh trồng mới trên 10.000 ha rừng, duy trì độ che phủ rừng trên 60%. Tuy nhiên, trước những diễn biến bất lợi của thời tiết, trong 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 10 đợt thiên tai gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất của người dân, hư hỏng các công trình giao thông thủy lợi với tổng thiệt hại trên 30 tỷ đồng. Để chủ động phòng chống thiên tai, tỉnh Tuyên Quang đã kiện toàn phân công nhiệm vụ của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện phương án phòng chống thiên tai. Tỉnh đã tích cực tuyên truyền công tác phòng chống thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành và người dân trong công tác chủ động phòng chống thiên tai.
Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, tỉnh Tuyên Quang đề nghị các bộ ngành trung ương tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh, đầu tư bổ sung trạm quan trắc trên lưu vực sông Pháo Đáy huyện Sơn Dương và trên địa bàn huyện Lâm Bình. Đề nghị trung ương sớm bố trí nguồn vốn hỗ trợ đầu tư các dự án di dân khẩn cấp 4 cụm dân cư trên địa bàn tỉnh với 384 hộ, tổng kinh phí trên 292 tỷ đồng. Hỗ trợ đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đê tả sông Lô thuộc huyện Sơn Dương. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải, trưởng đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai khẳng định, Tuyên Quang là một tỉnh ít chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai do thực hiện đồng bộ các giải pháp trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống thiên tai tới các cấp các ngành và toàn thể nhân dân địa phương. Trước những biến đổi bất lợi của thời tiết, đồng chí đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang cần xác định những nguy cơ cụ thể để xây dựng phương án phòng chống, đặc biệt lưu ý khẩn trương chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống cơn bão số 2 sắp đổ bộ vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và hoàn lưu bão sẽ ảnh hưởng tới địa bàn tỉnh trong những ngày sắp tới. Chiều nay, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại một số địa phương trong tỉnh. Kiểm tra tuyến đê xã Đông Thọ qua địa bàn thôn Xạ Hương, một trong những tuyến đê xung yếu có tình trạng sạt lở trong mùa mưa bão năm 2018. Đoàn công tác của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đánh giá cao những nỗ lực của Tuyên Quang trong việc khắc phục tình trạng sạt lở đê. Khi mà đoàn đến xem xét cái đoạn đê xung yếu trên sông Lô như này thì chúng tôi cũng cảm thấy rất là lo ngại, vì thấy là cái sạt lở đê này đang trở nên rất là nghiêm trọng. Thì trên cơ sở đó tôi cũng đề nghị là Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang sớm có cái đề án, cái kế hoạch để báo cáo lên với Ban chỉ đạo Trung ương để bố trí kinh phí để hoàn thiện và sửa sang để cái đê này để đảm bảo cái an toàn cho toàn bộ cái vùng hạ lưu ở đây. Qua kiểm tra nhìn chung các công trình hồ đập thủy lợi trên địa bàn đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, các công trình thủy lợi được vận hành tốt. Các phương án huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, tổ chức sơ tán dân đảm bảo an toàn khi xảy ra thiên tai được đảm bảo. Phải tập trung hoàn thiện thêm các cái phương án, đặc biệt là vận hành cái hệ thống hồ thủy điện, thủy lợi để đảm bảo cho cái an toàn các hồ chứa nhưng cũng đảm bảo an toàn cho cái vùng hạ du. Với phương châm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả, Tuyên Quang đã và đang thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hạn chế tối đa những thiệt hại do thiên tai có thể gây ra. Tin bão khẩn cấp cơn bão số 2, hồi 13 giờ ngày 3 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 130 km, cách đất liền tỉnh Quảng Ninh, Nam Định khoảng 240 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60-75 km/h, giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão. Trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và còn có khả năng mạnh lên. Trong 12-24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10-15 km, đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh đến Ninh Bình với sức gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 4 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 106,2 độ Kinh Đông trên đất liền các tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ. Trong 24-36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ. Dự báo, từ đêm nay ngày 3 tháng 7 đến hết ngày 5 tháng 7, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, khu vực vùng núi phía Bắc tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm một đợt. Khu vực phía Nam tỉnh gồm các huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Hàm Yên và thành phố Tuyên Quang có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 100-150mm trên đợt. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 2 nên ở miền núi phía Bắc có mưa to đến rất to, dễ gây nên hiện tượng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Để chủ động phòng chống những thiệt hại do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2 gây ra, huyện Na Hang đã chủ động xây dựng các phương án phòng chống lụt bão, sạt lở đất.
huyện Na Hàng đã đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến cho nhân dân phương án phòng chống lụt bão, chủ động di chuyển các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở cao, chỉ đạo các cơ quan chức năng theo dõi sát sao mực nước các hồ, đập trên địa bàn, tăng cường tuyên truyền tới người dân không qua sông suối khi trời mưa to, chằng chống các phương tiện tàu thuyền lồng bè nuôi trồng thủy sản phía thượng và hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang vào nơi tránh trú an toàn. Đồng thời, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão huyện triển khai lực lượng sẵn sàng ứng cứu, phương tiện phục vụ tìm kiếm cứu nạn, thường trực 24/24 giờ. Tại huyện Lâm Bình, huyện có địa hình chia cắt phức tạp nên nguy cơ xảy ra lũ quét, lốc xoáy, sạt lở đất đá rất cao, dễ gây tổn thất nặng nề về tài sản cũng như tính mạng của người dân. Để phòng chống thiên tai, từ đầu năm 2019, huyện Lâm Bình đã triển khai nhiều phương án chủ động phòng tránh, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, góp phần giảm thiểu thiệt hại, ổn định đời sống cho người dân. Trước đây, gia đình anh Triệu Hữu Thanh định cư ở dưới chân núi đá, khu vực Nà Lẩng, thuộc thôn Nậm Trá, xã Lăng Can. Cuối năm 2018, gia đình anh đã được hỗ trợ 20 triệu đồng để di chuyển đến nơi ở mới, an toàn hơn. Gia đình anh đã yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế để thoát nghèo. Bây giờ đi rời ra ở chỗ mấy thì cũng yên tâm rồi. Giờ chỉ lo mới làm ăn thôi. Lâm Bình là huyện có địa hình chia cắt phức tạp, nhiều núi cao và khe suối nhỏ, nên nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất đá rất cao khi có mưa lớn kéo dài xảy ra. Từ đầu năm 2019 đến nay, tình hình thiên tai diễn biến phức tạp. Trên địa bàn huyện Lâm Bình đã xảy ra nhiều đợt mưa lớn kéo dài kèm theo gió lốc mưa đá và gây thiệt hại cho người dân. Để chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra, các địa phương trong huyện đã củng cố kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, cũng như xây dựng các phương án phòng chống cụ thể chi tiết sát với tình hình thực tế của địa phương. Bên cạnh đó, thường xuyên tuyên truyền, thông báo, dự báo và theo dõi về tình hình thời tiết để nhân dân chủ động có biện pháp phòng chống kịp thời. Triển khai để các thôn bản khi có sạt lở, lũ bão, lũ quét xảy ra thì khẩn trương vận động người dân giúp đỡ các hộ gia đình thì khắc phục hậu quả thiên tai. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức phòng tránh thiên tai cho người dân, đồng thời chủ động xây dựng các phương án sẵn sàng ứng phó kịp thời theo phương châm 4 tại chỗ, huyện Lâm Bình sẽ chủ động các biện pháp phòng tránh làm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại khi có thiên tai xảy ra. Kể từ khi xảy ra dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn, hầu hết các cơ sở chăn nuôi an toàn sinh học đều không bị nhiễm dịch bệnh. Việc đẩy mạnh tuyên truyền lợi ích chăn nuôi an toàn sinh học cũng như nhân rộng mô hình được các cơ quan chức năng khuyến khích nhằm thúc đẩy chăn nuôi phát triển bền vững. 12 chiếc camera tại chuồng nuôi lợn của Hợp tác xã Dịch vụ Sản xuất Nông nghiệp Xanh Tuyên Quang luôn ở chế độ tự động, cập nhật chi tiết các hoạt động diễn ra trong ngày. Mặc dù bệnh dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp, nhưng lợn tại trang trại vẫn phát triển tốt, thị trường ổn định. Bình thường không có dịch bệnh thì chúng tôi vẫn sử dụng cái camera này để thuận tiện cho việc quản lý, bởi vì là từ xa chúng tôi cũng có thể quản lý được, xem được là ai ra ai vào trại và trong chuồng lợn có con nào nó có vấn đề gì hay không như thế nào thì chúng tôi cũng biết được sớm hơn. Khu chuồng trại chăn nuôi khép kín, tiêm phòng vaccine đầy đủ, giữ đàn lợn trong môi trường an toàn. Đó là kinh nghiệm để đàn lợn của hợp tác xã không bị dịch bệnh. Giá bán luôn ổn định từ 38.000 đồng đến 40.000 đồng 1 kg. Cùng với đó, hợp tác xã đã tuân thủ biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học dựa trên 3 nguyên tắc cơ bản là chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý tốt, tạo sức khỏe và sức đề kháng cho đàn lợn, kiểm soát chặt chẽ khu vực chăn nuôi, khử trùng khu vực chăn nuôi ít nhất 1 lần trên ngày. Chúng tôi lựa chọn phương pháp chăn nuôi an toàn sinh học với mục đích là đảm bảo chất dinh dưỡng đầy đủ cho con lợn. Thì khi nó đảm bảo đủ chất dinh dưỡng thì lợn dịch bệnh nó cũng sẽ hạn chế được rất là nhiều. Chăn nuôi an toàn sinh học là giải pháp hữu hiệu để phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi, cũng là hướng phát triển bền vững. Việc tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật đến người chăn nuôi, chính sách hỗ trợ, minh bạch các thông tin về sản phẩm để chăn nuôi an toàn sinh học phát triển rộng rãi là những điều kiện cần và đủ để ngành chăn nuôi tiếp tục phát triển bền vững, giảm thiểu rủi ro. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Sơn Dương đẩy mạnh cải cách hành chính. Gần 1,9 tỷ đô la Mỹ nhập khẩu thức ăn chăn nuôi. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đã đề ra. Sau gần 4 năm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm này, ở các địa phương trong tỉnh đã có nhiều thay đổi tích cực.
Sơn Dương là một trong những địa phương tiêu biểu với việc vươn lên xếp thứ hai về chỉ số cải cách hành chính năm 2018 so với các huyện thành phố trong tỉnh vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố mới đây đã phần nào cho thấy sự cải thiện này. Không tiền mặt, không hồ sơ chứng từ giấy và không khách hàng giao dịch trực tiếp. Mục tiêu 3.0 này đang được Kho bạc Nhà nước Sơn Dương nỗ lực thực hiện để có thể trở thành kho bạc điện tử vào sang năm. Hiện nay, đơn vị này được đánh giá là đơn vị tiên phong trong việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trong hệ thống kho bạc các huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Lượng khách đến đây để giao dịch trực tiếp hiện cũng đã giảm được 50% so với những năm trước. Hiện nay đến thời điểm 2019 này thì kho bạc có rất nhiều cái ứng dụng công nghệ để phục vụ cái nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính. Đến nay thì kho bạc có thêm một cái dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4. Phấn đấu đến hết năm 2019 thì 100% các đơn vị giao dịch có sử dụng ngân sách sẽ tham gia cái dịch vụ công này, để đảm bảo vẫn theo lộ trình của kho bạc là sẽ không có khách hàng đến giao dịch và cũng không phải lưu chứng từ giấy nữa. Để thực hiện có hiệu quả việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện, Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương đã triển khai thực hiện Nghị định 61 của Chính phủ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo liên thông 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã chỉ đạo để nâng cao chỉ số chi phí thời gian, cắt giảm tối thiểu 1/3 thời gian thực hiện thủ tục hành chính so với quy định. Bên cạnh đó, huyện công khai số điện thoại đường dây nóng của người đứng đầu cơ quan đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính, thành lập hòm thư góp ý, hòm thư tố giác tại bộ phận một cửa của huyện và các xã thị trấn. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các cơ quan nhà nước thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố. Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương đạt chỉ số 82,79%, vươn lên xếp thứ hai so với các huyện thành phố trong tỉnh và vượt 4 bậc xếp hạng so với năm 2017. Tôi quan tâm chú trọng đến việc công tác cải cách hành chính để thu hút đầu tư trên địa bàn huyện, tạo môi trường thông thoáng, tích cực thu hút đầu tư cho các tổ chức cá nhân để đầu tư vào huyện, nâng cao thu nhập cho người dân. Với việc đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, không chỉ góp phần tối giản các thủ tục rườm rà cho đơn vị trong quá trình thực hiện, mà đã mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện khi đến giao dịch. Trong thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã nhận được sự quan tâm tham gia của các cấp các ngành và đông đảo nhân dân. Tại Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang, nơi hàng ngày cần đến máu để cứu chữa người bệnh, vì vậy máu nhận được là nguồn bổ sung quan trọng và số lượng dự trữ phục vụ nhu cầu điều trị cấp cứu người bệnh. Có người hiến máu thì mới có cái nguồn máu để cho cấp cứu cho bệnh nhân. Do vậy là công tác tuyên truyền vận động rất là quan trọng để cho người dân thấu hiểu được cái tầm quan trọng của cái máu để cho có được cái nguồn máu để cho cấp cứu cho bệnh nhân. Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tích cực phối hợp với các cấp các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân đăng ký tham gia hiến máu. Số lượng người tham gia hiến máu tình nguyện những năm gần đây đã tăng hơn so với những năm trước, góp phần quan trọng giảm bớt tình trạng thiếu máu. Trung bình hàng năm đã có gần 2.500 đơn vị máu được hiến tặng. Tôi luôn luôn nghĩ là khi mình còn sức khỏe, mình còn cống hiến được thì mình giúp một phần nào đấy công sức nhỏ bé của mình để cứu cho các bệnh nhân mà cần máu. Trong thời gian qua, do làm tốt cái công tác tuyên truyền, vận động, cho nên phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã có những bước phát triển hết sức đáng khích lệ. Số người tham gia hiến máu nhắc lại ngày càng đông, đối tượng tham gia hiến máu được mở rộng và không chỉ các cá nhân tích cực tham gia hưởng ứng hiến máu mà các tổ chức, các cơ quan, đơn vị đều tích cực tham gia cái hoạt động này. Mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại, những giọt máu nghĩa tình không chỉ đem lại sự sống cho nhiều người mà còn nhân rộng tình cảm, sự sẻ chia tinh thần tương thân tương ái giữa con người với con người. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 6 tháng đầu năm 2019, kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu về Việt Nam ước đạt 1,94 tỷ đô la Mỹ, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và thức ăn hỗn hợp trong nước tháng 6 tương đối ổn định so với tháng trước. Hiện giá thức ăn hỗn hợp cho gà thịt ở mức 9.830 đồng 1 kg, giá thức ăn hỗn hợp lợn thịt ở mức 9.085 đồng 1 kg.
so với cùng kỳ năm trước, giá thức ăn hỗn hợp cho gà thịt tăng 6,27%, trong khi giá thức ăn hỗn hợp cho lợn thịt giảm 0,6%. Trong 6 tháng năm 2019, do ảnh hưởng bởi giá thế giới nên giá hầu hết các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đều có xu hướng giảm, riêng mặt hàng cám gạo và lysine tăng. Đồng thời, kết hợp với việc dịch tả lợn châu Phi lan rộng khiến việc tái đàn gặp khó khăn, nên giá thức ăn hỗn hợp cho lợn thịt giảm 1,14% so với cuối năm 2018. Hơn 22 giờ đêm ngày 2 tháng 7, tàu cứu nạn SAR 411 đã cập cảng Cửa Lò, thị xã Cửa Lò, Nghệ An, đưa 7 thuyền viên may mắn sống sót sau khi tàu cá bị tàu hàng Pacific 01 đâm chìm ở vùng biển phía nam Bạch Long Vĩ. Đây là những ngư dân ở lại hiện trường tham gia tìm kiếm 9 ngư dân khác còn đang mất tích. Khi gặp nạn, tàu mang số hiệu NA95899TS có 19 thuyền viên cùng trú ở hai xã Tiến Thủy và Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Tai nạn xảy ra, tàu Pacific 01 đã hạ xuồng cứu sinh và đón được 10 thuyền viên, nhưng một người đã tử vong. Ngày 30 tháng 6, hai thuyền viên và ngư dân tử vong đã được đưa về bờ. 7 ngư dân sống sót còn ở lại để cùng với các lực lượng trên biển tìm kiếm 9 ngư dân hiện còn đang mất tích. Hàng trăm người thân, bạn bè của 7 thuyền viên đã thuê xe vào cảng Cửa Lò để chờ đón người thân. Bà con được thông tin thì cũng rất là mừng là được đón chờ các cái thân nhân của ngoài biển đã xích chích được về đến đất liền và được gặp với gia đình. Tôi vẫn bình thường thôi. Nói thật là rớt, mới đầu lên thì nhọc nhưng mà bây giờ là cũng ổn định rồi. Bởi vì mấy hôm chúng tôi được tàu cá của nhà lên chăm sóc là ổn định rồi. Còn chúng tôi mới sang tàu xa hôm nay. Cả làng nhà chị là không ai làm ăn buôn bán gì cả. Ai cũng rơi nước mắt, cũng đau xót cho những người đang còn nằm lại, chưa thể về với gia đình được. Trong những ngày vừa qua, lực lượng tìm kiếm tại hiện trường đã nỗ lực triển khai tìm kiếm cứu nạn 9 thuyền viên còn bị mất tích. Lực lượng trên biển gồm các tàu tìm kiếm cứu nạn SR-411, SR-273, tàu gây tai nạn Pacific 01, tàu hải quân HQ-636 và một số tàu cá của ngư dân. Lực lượng trên biển đã xác định được vị trí tàu chìm và triển khai lặn tìm kiếm. Thợ lặn phát hiện tàu bị lưới cuốn chùm lên xác tàu. Do vướng lưới nên thợ lặn chưa thể tiếp cận vào bên trong. Các thợ lặn đã buộc cố định 3 phao tròn để đánh dấu xác tàu bị nạn. Họ bị đâm va xong ấy thì cái số lượng người mà họ kiểm đếm ở trên mặt nước khi mà bám vào cái tàu chìm ấy thì là 13 người. Thì như vậy là trong theo cái dự tính như vậy là trong tàu khoảng 6-7 người. Cũng trong chiều ngày 2 tháng 7, do áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão, khu vực tìm kiếm có sóng to, gió lớn gây nguy hiểm cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn. Sở Chỉ huy Tiền Phương đã yêu cầu các tàu rời khỏi hiện trường về ứng trực tại vùng biển Cát Bà và sẽ tiếp tục tổ chức tìm kiếm khi thời tiết tốt hơn. Ngày 2 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo ít nhất 14 thủy thủ thuộc hải quân nước này thiệt mạng do ngạt khói trong tàu ngầm. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi vụ cháy tàu ngầm là một mất mát lớn cho hải quân và toàn bộ quân đội Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh điều tra toàn diện vụ cháy tàu ngầm, đồng thời chỉ thị cho Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tìm ra nguyên nhân dẫn tới thảm kịch này. Sự cố xảy ra khi con tàu đang thực hiện nhiệm vụ khảo sát trong vùng lãnh hải của Nga. Trong số những người thiệt mạng có 7 sĩ quan hải quân cấp cao và 2 anh hùng Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, vụ hỏa hoạn đã được khống chế và tàu trên hiện đang neo đậu tại một căn cứ quân sự ở thành phố Severomorsk. Tối qua tại Bruxelles, Bỉ, 28 nhà lãnh đạo của Liên minh châu EU đã đi đến thống nhất về danh sách đề cử các chức danh chủ chốt của khối cho nhiệm kỳ mới. Trong đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức, bà Ursula, được giới thiệu làm Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Theo thỏa thuận, Thủ tướng Bỉ Charles Michel sẽ giữ chức Chủ tịch Hội đồng châu, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Josep Borrell làm đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại. Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF bà Christine Lagarde giữ chức Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu ECB. Trong cuộc họp báo sau cuộc họp diễn ra căng thẳng trong 3 ngày, Chủ tịch Hội đồng châu ông Donald Tusk đã hoan nghênh thỏa thuận khi lần đầu tiên có hai vị lãnh đạo then chốt của EU được dành cho phụ nữ. Trong bối cảnh các lực lượng chính trị trong khối ngày càng phân tán, các nhà lãnh đạo đã cố gắng để cân bằng các mối liên kết chính trị cũng như những lợi ích của các khu vực khác nhau và lấp đầy khoảng cách về giới ở các vị trí cấp cao. Chức vụ Chủ tịch Ủy ban châu được cho là quan trọng nhất
Chỉ khi đã biết được người đề cử chức vụ này là ai, từ nước nào mới có thể bàn tiếp với các chức vụ lãnh đạo khác. Theo quy tắc, mỗi nước thành viên đều có người của mình trong ekip lãnh đạo. Ngày 2 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Lầu Năm Góc đã chuẩn bị sẵn sàng phô diễn sức mạnh của lực lượng quân đội tân tiến nhất thế giới trong lễ diễu hành kỷ niệm Ngày Quốc Khánh ngày 4 tháng 7. Trong một thông báo trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Donald Trump nêu rõ, Lầu Năm Góc cũng như các nhà lãnh đạo quân đội vĩ đại của chúng ta đang rất vui mừng khi chuẩn bị cho sự kiện này và cho người dân Mỹ thấy được lực lượng quân đội mạnh nhất và tối tân nhất thế giới của Mỹ. Ông cũng cho biết sẽ có màn trình diễn máy bay đáng kinh ngạc và các màn bắn pháo hoa lớn nhất từ trước tới nay. Trước đó, giới chức Lầu Năm Góc khẳng định một số lượng nhỏ các xe tăng M1, A1, Abrams của lục quân Mỹ cùng xe bộ binh chiến đấu sẽ được bố trí tại các vị trí nhất định trong cuộc diễu hành. Chính quyền thủ đô Paris đã cấm toàn bộ các xe máy, xe tải, xe buýt chạy dầu diesel ra vào khu vực trung tâm thành phố. Đây là động thái mới nhất của Paris trong chiến dịch giải quyết tình trạng ô nhiễm trên các con phố. Các xe ô tô, xe tải và xe máy chạy dầu diesel trên 13 năm sử dụng bị cấm hoạt động. Nếu vi phạm, tiền phạt quy định là 65 euro đối với người lái xe máy và tăng lên 135 euro đối với người lái xe tải và xe buýt. Chính quyền thành phố Paris đã cấm lưu thông trong nội thành với các ô tô chạy bằng dầu diesel có 18 năm sử dụng và ô tô chạy xăng 21 năm sử dụng, một biện pháp nhằm mở rộng vành đai khí phát thải thấp bao quanh thành phố. Tổ chức Hòa bình Xanh đã liệt Paris vào danh sách thủ đô có mức độ ô nhiễm không khí cao nhất ở Tây Âu trong năm 2018, với mật độ tập trung bụi mịn trong không khí cao hơn so với các thủ đô khác. Hàng nghìn người đam mê thiên văn học trên thế giới đã tới Argentina và Chile để chiêm ngưỡng hiện tượng nhật thực toàn phần đi qua khu vực phía Nam Thái Bình Dương, miền Bắc Trung Bộ hai nước này. Hàng nghìn người đam mê thiên văn học trên thế giới đã tới Argentina và Chile để có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng nhật thực toàn phần đi qua khu vực phía Nam Thái Bình Dương, miền Bắc Trung Bộ của hai quốc gia Nam Mỹ này từ chiều ngày 2 tháng 7 theo giờ địa phương, tức rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Phía Tây Argentina là khu vực lý tưởng để chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn kỳ thú trong năm nay. Mặt trăng đã di chuyển, che khuất hoàn toàn mặt trời vào lúc 17 giờ 40 phút và khiến nhiều vùng của Argentina như Atacama và Cuyo chìm trong bóng tối. Hiện tượng nhật thực di chuyển từ phía Tây sang phía Đông, sau đó tỉnh San Juan là địa phương quan sát được đầu tiên tại quốc gia Nam Mỹ này, tiếp đến là các tỉnh La Rioja, San Luis, Córdoba và Santa Fe. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Ngay sau đây sẽ là thông tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tin bão khẩn cấp cơn bão số 2. Hồi 13 giờ ngày 3 tháng 7, vị trí tâm bão ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 130 km, cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Nam Định khoảng 240 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 60 đến 75 km/h, giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 120 km tính từ tâm bão. Trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km và còn có khả năng mạnh lên. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình với sức gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 4 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 106,2 độ Kinh Đông trên đất liền các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ. Dự báo đêm nay ngày 3 tháng 7 đến hết ngày 5 tháng 7, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, các khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm trên đợt. Khu vực phía Nam tỉnh gồm các huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Hàm Yên và thành phố Tuyên Quang có nơi trên 100mm trên đợt. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2. Tin cảnh báo lũ quét sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 24 giờ qua, một số khu vực trong tỉnh có mưa nhỏ, lượng mưa phổ biến dưới 10mm, mực nước trên sông Lô ở mức thấp lúc 13 giờ, mực nước tại trạm Thủy Văn Tuyên Quang là 16,57m.
Dự báo đêm nay ngày 3 tháng 7 đến hết ngày 5 tháng 7, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, khu vực vùng núi phía Bắc tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm trên đợt. Khu vực phía Nam tỉnh có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 100-150mm trên đợt. Cảnh báo, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đặc biệt là các xã Quân Hà, Lăng Can, Thượng Lâm, Thổ Bình, Lâm Bình, Sinh Long, Côn Lôn, Năng Khả, Thượng Giáp, Na Hang, Minh Quang, Vinh Quang, Tri Phú, Kiên Đài, Hà Lang, Tân An, Phú Bình, Chiêm Hóa, Minh Khương, Minh Hương, Phù Lưu, Bình Sa, Nhân Mục, huyện Hàm Yên, Lực Hành, Kiến Thiết, Trư Yên, Yên Sơn, Phúc Ứng, Tuân Lộ, Tân Trào, Lương Thiện, Ninh Lai, Vân Sơn, Sơn Dương. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp độ 1. Bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 7. Khu vực vùng núi phía Bắc gồm các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Khu vực vùng núi phía Nam gồm các huyện Yên Sơn, Sơn Dương, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Khu vực thành phố Tuyên Quang gồm 13 xã phường, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%.